Xin chào anh chị em, hôm nay Tuấn Nguyễn xin giới thiệu cho anh chị em một chiếc máy lọc không khí. Con này là máy lọc không khí, con này đa năng nhé, 3 trong 1. Con này có chức năng lọc không khí này, bù ẩm và hút ẩm nhé. Lọc không khí, bù ẩm và hút ẩm. Đấy, lọc không khí, diệt khuẩn, bù ẩm và hút ẩm nhé. Con này màng lọc không khí này, màng lọc không khí này nó diệt khuẩn này không? HEPA filter on drop này, các loại vi khuẩn này. Con này thì nó rất là VIP. Con này thứ nhất là chức năng đây, nút nút tắt tắt mở này. Đây là lọc không khí này. Đây là nó sẽ là nút hút ẩm này, xé quần áo này. Đấy, hút ẩm và sấy quần áo. Đây là chế độ bù ẩm này. Chế độ lọc khí thì nó sẽ có Eco Lavie này, tiết kiệm điện này. Và đây là các chế độ hẹn giờ đây thì báo hết nước. Nói chung con này còn đa năng nhé. Cái này như tùy chỉnh theo chế độ của mình. Nói chung em sẽ, anh chị em mà mua này em sẽ hướng dẫn kỹ hơn nhé. Em sẽ ngồi em nghiên cứu cách sử dụng con này thì em sẽ hướng dẫn anh chị kỹ hơn. Con này là một con lọc không khí rất là VIP. Riêng con màng lọc con Hitachi nhá chị nhá, màng lọc con Hitachi này thì nó tuyệt vời luôn. Màng lọc con này nó rất là ngon. Con này nó màng lọc mà đây, đây đang chạy, đây là báo báo độ ẩm này. Màng lọc em thử xem nó. Con này màng lọc và rất là hoành tráng luôn. Đây là cái lớp lọc thô bên ngoài này. Nên đây là cái màng lọc thô nhá. Ở đây sẽ tháo lần lượt ra này. Đó. Nói chung con Hitachi này nó làm rất là chất lượng. Mình tháo từ cái màng lọc ra là mình đã thấy nó làm chất lượng rồi này. Cái màng lọc thô nó ở ngoài, ngoài một lớp lưới này, ở trong là một lớp vải mịn nữa. Đó, là lọc thô rất là chất lượng nhá. Và đây anh chị sẽ thấy, nhìn thấy con này mới không? Phải nói quá mới luôn. Con này nó có cả đảo gió anh chị nhé. Đảo gió như ở đâu đây này. Mình nhớ nó có đảo, đây. Đây là nút đảo gió nhé. Đấy, nó sẽ đảo lên đảo xuống. Bắt đầu đến cái màng lọc mà thứ hai, lớp lọc bên trong là màng lọc HEPA nhé. Màng lọc HEPA đây anh chị nhỉ. Màng lọc HEPA này là nó có chức năng diệt khuẩn nhá. Gì không? On air HEPA filter đó. Màng lọc diệt khuẩn nhá. Màng lọc HEPA này anh chị thấy con này màng lọc nó rất là chất lượng. Trước cái màng lọc HEPA nó lại mà là một cái tấm lọc mịn nữa. Nó lại là một tấm lọc mịn nhá. Back back là vào, front back ra, chắc phải lắp như này. Con này thì màng lọc nó như mới chị ạ, đây chị thấy nó rất là mới nhá. Cực kỳ mới luôn, màng lọc trắng tinh luôn. Yeah. Màng lọc siêu đẹp luôn. Đây là lớp màng HEPA nhé. À, cái dây nó có ở dưới này là cái dây này. Cái dây này để anh chỉ điệu ra, anh nhấc cái màng lọc ra nó dễ hơn. Đấy. Đây là màng lọc HEPA đó này. Màng lọc HEPA rất là dày, anh nhìn thấy không?
chất lượng luôn. Và tiếp theo đây là cái màng lọc cuối cùng, nó là một cái màng lọc thao hoạt tính. Cái màng thao hoạt tính này thì nó dạng hạt anh chị nhé, nó không giống những cái màng lọc hoạt tính thông thường. Con này màng lọc hoạt tính dạng ra hạt này, nhìn lắc này, ở trong rất nhiều cái hạt, nó màng dạng hạt nhé. Tất cả là màng tính dạng hạt, anh chị nhìn kỹ anh chị sẽ thấy rất nhiều cái hạt hạt bên trong. Và riêng mà thao tính này nó cũng khác các loại khác, là nó lại có một lớp lớp bảo vệ bên ngoài, tức là lớp bảo vệ mịn, bảo vệ các bụi mịn. Nó sẽ bảo vệ cái màng rất tốt anh chị nhé. Đây, và cuối cùng nữa nó lại có một cái lớp lưới. Lớp lưới này sẽ ngăn cản bụi hoặc cái gì đó. Lớp lưới này sẽ là lớp cuối cùng để ngăn cản bụi nhé, để nó không vào cái hệ thống lọc nước bên trong. Rất đẹp luôn. Đây, bây giờ mình đắp lại nhá này. Cái màng rất nặng anh chị ạ. Cực kỳ nặng luôn. Chất lượng phải nói con này rất là chất lượng luôn. Cái màng này nó sẽ lắc kiểu như vậy. Front ra, back ra trong. Đây. Nói chung màng lọc khí này rất là chất lượng anh chị ạ. Từ cái màng lọc, từ cái tấm chắn luôn, nó làm rất là kiên cố. Rorty này, fin traction này, và diệt virus được cực kỳ tốt đấy. Con này lắp cái lắp vào thì nó có hai cái lẫy hai bên này, nó có hai lỗ hai bên này, bên này có lỗ luôn này. Đó, anh chị chỉ móc vào đây. Và vậy là xong. Đây nó đang báo đỏ, tức là nó đang báo có bụi, nhiều bụi nhá. Đấy, nó ná gió đang đảo kìa. Đây là các hướng dẫn lưu ý cho chiếc máy này. Và đây là cái phần này. Phần này là cái phần cái màng để nó tạo ẩm nhé. Đây là cái màng tạo ẩm. Cái màng tạo ẩm này thì nó chỉ nước nó lên đây và nó sẽ tạo ẩm để nó bù ẩm ở trong không khí nhé. Đây, màng tạo ẩm này. Tiếp theo bên dưới này. Dưới này là cái hộp nước, một cái hộp nước. Thì cái hộp nước này sẽ để chúng ta cho nước vào đây để nó tạo ẩm, để nó bù ẩm đấy, nó bù ẩm khi chúng ta ngủ máy lạnh hoặc là nhiệt độ khô, không khí nó bị khô thì nó sẽ bù ẩm trong không khí nhé. Cái hộp này rất lớn, hộp này có phải 3 đến 4 lít nước. Thì cái hộp này nếu mà ở ngoài Bắc hoặc là ở chỗ nào cần cần hút ẩm nhá, cần hút ẩm thì nó sẽ hút nước vào cái hộp này. Thế là hộp này sẽ đựng nước để bù ẩm và hút ẩm. Thì bù ẩm và hút ẩm thì mình sẽ điều chỉnh ở trên máy. Mình sẽ điều khiển ở trên máy nhá. Con này thì nói chung là rất là mới. Đây, từ trên dưới này anh chị em xem kỹ. Cực đẹp luôn.
Đây chị xem thông số của con này. Đây. Thông số nó là EFGV1000 nhé. Đấy, có điện thoại nhận xuất này. Con này là 100 điểm 100V. 56W. 56W đây là lọc không khí nhé. Còn đâu 550W là chế độ hút ẩm nhé. Ngoài chế độ hút ẩm công suất rất cao, 550W luôn, công suất lớn. Cực kỳ đẹp anh chị ạ. Quá đẹp luôn. Đây là các hướng dẫn, đây là các hướng dẫn của máy nhé. Đấy, các hướng dẫn lắp đặt như nào này, đấy, lắp đặt hộc nước như nào này, hướng dẫn của nó. Đấy, các hướng dẫn quay rất chi tiết luôn. Nói chung con này là con lọc rất đẹp. Cực đẹp nhá. Máy này gọi là siêu đẹp. Đây. Chị nhìn nó nét quá đẹp luôn. Như mới. Đời 2011 nhá chị nhá. Con này là con đa chức năng. Đó. Đa chức năng của Hitachi thứ 3-1 đấy. Nó vừa lọc khí, vừa diệt khuẩn, vừa hút ẩm, vừa sấy quần áo được nhá. Vừa bù ẩm luôn, hút ẩm, bù ẩm, lọc khí, diệt khuẩn không khí, cực kỳ hot. Rồi, ai quan tâm đến chiếc máy này hoặc cần hỏi gì thêm thì liên hệ giúp em nhé. Quá đẹp luôn. Đây, chỉnh tốc độ gió đây. Đó, tốc độ gió mạnh nhẹ nó sẽ ở bên cái chỗ này. Và chúng ta có thể để chế độ Ecology. Nó sẽ tự động nó điều chỉnh cho anh chị em nhé. Quá đẹp luôn. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Ai có nhu cầu mua liên hệ với em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau.